chở anh em ấy. Hôm nay đi đi tìm mua cái cặp tay chống rung cho cái điện thoại, đang đi tìm chờ kỹ thuật ra, người ta tư vấn hướng dẫn đây. Máy của nó thì mình đã chọn được máy rồi, chưa biết sử dụng là sao, chưa biết, đang chờ.